sister. Implosion, lấy bối cảnh trong tương lai xa xôi, nơi giống loài dị vật đã xâm chiếm và gần như hủy diệt trái đất, buộc con người phải chu du giữa thiên hà mà không biết đến bờ bến quê hương. Nhập vai vào một trong những chiến binh ưu tú nhất còn lại, bạn sẽ vận dụng công nghệ tối tân cấy ghép trong bộ giáp robot để hoàn thành sứ mệnh giành lại trái đất. Implosion, với phong cách hành động nhập vai chặt chém điên cuồng, là nơi game thủ sẽ điều khiển con mãnh thú kim loại mang trên mình đủ các loại vũ khí. Những chiêu thức thể hiện trong Implosion cũng mang khí chất mạnh mẽ, vũ bão, tô điểm bởi những hiệu ứng sét lửa ấn tượng, phả vào không khí vốn đã mang sự hứng hực đầy khí thế của mình. Với sự điên cuồng trong gameplay và trên hết là lớp áo đồ họa vô cùng ấn tượng, hẳn sẽ không phụ lòng cộng đồng khi cập bến Android và iOS vào tháng 4 năm 2015. Jake, never come back to Earth.